thằng điên này, mày làm cho gì đấy? Tôi uống trà đâu còn làm gì. Ôi, sao lại uống trà? Thế tao mày đang đi đâu mà uống trà? Hả? Đi ăn trộm chứ còn đi đâu. Đi ăn trộm mà mày ngồi vào trong nhà mày ngồi uống trà là thế nào? Hả? Mày yên tâm đi, tao điều tra kỹ hết rồi. Nó mất tiền mua thông tin nó phải khác chứ. Không tìm cái gì mà thông tin, chủ nhà nó về nó bắt được, nó đập chết ngu lắm. Nhà thằng chủ này đang đi vắng. Đi mà vắng? Tối ngày kia nó mới về cơ. Thôi, ai mà tin nhà ông được. Đi vào ăn trộm, lại ngồi rót nước trà uống. Mày như thằng điên đi. À này, tao có ý kiến này. Nhà cao cửa rộng như thế này, cả đời tao cũng không mơ đến. Này, hay là tối nay tao với mày ngủ ở đây một đêm đi. Cái gì? Ngủ ở đây một đêm á? Ừ, ngủ đây một đêm. Xong rồi sáng mai cứ thế là anh em mình cầm đồ đi thôi. Chứ không bây giờ ra để ngủ đường à? Thôi. Tao ngủ ngoài đường nó quen rồi. Mày ngu nó vừa thôi. Sáng mai bê được cái đồ ăn trộm đi, không biết là có bê được hay không, quan nó lại bế đi thì sao? Vớ vẩn này. Mày nói có lý. Này, nhà này thế này chắc nhiều đồ đẹp lắm. Bách đêm nay là mình trúng quả đậm. Vô lớn rồi. Cầm lấy. Mỗi thằng một hướng. Mỗi thằng một hướng. À mà không, mày đi theo tao đi. Chứ đêm hôm này tao cũng sợ lắm. Cái chuyện này thế nào? Úi dồi. Cái gì đấy? Này. Úi dồi ôi, cái lưu đẹp quá mày ạ. Thử đi. Cái này để tao bưng. Mày bưng không, bưng thử đi xem nào. Úi dồi. Ai dồi. Nó nặng đấy. Từ, để tao thử xem. Mày đưa đây. Cầm đấy. Đẹp quá. Úi dồi. Úi. À, nhưng mà tao bảo. Sao thế? Cái nhà này đẹp như thế này, chắc chắn nó còn nhiều đồ lắm. Bây giờ tao mày đi một vòng, nhìn xem còn cái gì nữa, mình vơ luôn một bẻ. Đúng, hợp lý. Chả nhẽ lại mỗi một cái này. Tìm tiếp. Đi thử xem. Đẹp quá. Úi dồi, này. Bức tranh cổ này cũng đẹp này. Úi dồi, bức tranh này là cũng có giá trị lắm đấy. Rồi, tao xem nào. Nhớ nhá. Tí nữa nhắc tao nhé. Bê tất. Tìm tiếp. Bê. Hàng xóm này thì không biết chứ. Tao là chủ nhá. Nghe chưa? Nói đi. Cái gì? Cái gì? Nói cái gì thì mày phải bỏ tay ra thì nó mới nói chứ. Nói đi. Dạ hai ông ơi, hai ông tha cho con. Con đang mụng mang dạ chửa thế này hai ông ơi. Tha thì tha, mày phải bé bé cái mồm chứ. Bé cái mồm. Vâng con bé. Không được nói gì. Bọn tao chỉ lấy trộm đồ thôi, tao không làm gì đâu nhá. Im mồm nghe chưa? Im cái mồm. Nhưng mà này, mày mà la ầm ĩ lên bọn tao đập chết đấy nhá, nghe chưa? Im ngay cái mồm đi, không có cái đẹp.
Mày có mấy cái mồm vào không? Tao giết mày bây giờ đấy. Cái làm gì? Sao? Định nói cái gì? Nói cái gì? Nói đi. Mày bỏ tay ra. Ông ơi, nói đi. Ông ơi, con trở ra rồi. Con sắp sinh rồi ông ơi. Mày cố gắng mày đỡ đi cho nó. Mày có im không? Mày đâu đẻ thì kệ mày chứ tao biết làm thế nào. Ông ơi, ông nhớ đẻ cho con ông ơi. Làm sao được? Ai mà đỡ đẻ cho mày được? Ông ơi, ông cho con đi thầy lang. Không con đẻ ra đây bây giờ ông ơi. Nghe tao mày. Cái đẻ của tao hủy đi đã. Đàn bà mà đẻ không có người đỡ, không khéo chết cả mẹ lẫn con. Ây, trời ơi, mấy cái bụng tôi. Bây giờ chúng tao sẽ đưa mày đi thầy lang. Nhưng mà mày không được lu loa lên là bọn tao là hai thằng trộm, nhớ chưa? Nhớ chưa? Nào để tao dặn lại. Bây giờ tao sẽ đưa mày đi thầy lang. Nhưng mày không được lu loa lên bọn tao là hai thằng trộm. Nhắc lại xem nào. Dạ. Ông đưa con đi thầy lang. Con không được lu loa lên. Hai ông là hai thằng trộm. Mày giết người đi à? Đi đến nhà thầy lang chưa? Đến rồi, lang đọc gọi thầy lang. Mày đi mà vào gọi đi để tao đỡ cho. Mày đỡ đây. Lặng quá đây, mày đỡ đi. Làm sao được, mày vào gọi thầy lang nhanh lên. Để tao vào gọi. Ông ơi, nhanh lên. Thầy lang ơi, đỡ đẻ thầy lang ơi. Đây rồi. Đỡ đẻ. Mày đây. Ôi giời, mình à. Hai thằng này là hai thằng thôi, bị lừa rồi. Ôi trời ơi, chạy đi. Đứng lại. Ôi giời ơi, mình có làm sao không mình? Ôi giời ơi. Ôi giời, vừa mới cắt xong. Mình ơi, mình có đau lắm không hả mình? Chả đau à. Trời ơi. Thương quá. Mà làm sao? Đấy, mình ơi em khổ quá mình à. Hôm nay mình đi vắng nhá. Thế là có hai thằng trộm vừa rồi đấy. Nó lẻn vào nhà, nó khuân hết đồ nhà mình đi. Tí nữa thì hại cả đời em. May quá, em giả vờ bầu, sắp đẻ đến nơi. Em kéo chúng nó sang nhà thầy lang, bảo là sắp đẻ đến nơi rồi. Em mới gặp được mình đấy. Ôi giời, may quá. Mà công nhận là mình thông minh đấy. Vâng. Ừ thôi, đợt này thì tôi về tôi sửa lại cái cổng nhà mình. Dạ. Rồi mình sắm thêm mấy con chó nữa. Vâng. Thì bố nó không chẳng dám ăn trộm như phải này. Phải thế mình à. Đúng. Cứ phải cẩn thận, gần Tết rồi đấy. Mày này, làm như bậu thật thế này à? À đấy, em quên mình ạ. Để đến nơi. Thôi, vào nhà, tôi làm nốt cho. Ôi đi vào mình, rồi ôi. Bước lên như nào bây giờ? Nào, hai, ba nào. Ôi, xót quá mình nào, ạ. Nào, để em đỡ mình nào. Ôi dồi ôi, cẩn thận nhá. Ôi, khổ chưa? Đây, đi vào đây, vào đây ngồi uống nước. Mình thấy em có siêu không? Có, mình em thông là, minh. Em hơi bị thông minh đấy. Ôi dồi ôi. Vẫn đau quá à. Xót lắm. Thế nhẹ thôi nhá. Nhẹ nào. Ngồi nghiêng. Nghiêng nhá. Được chưa? Được rồi. Được. Mình có thấy không? Nhờ trí khôn của vợ mình mà em mưu cao đấy. Em thông minh hơn người. Em nghĩ ra như thế chứ không có nó lấy hết đồ của nhà mình rồi. Mình là thông minh nhất đời đấy. Chiền, vợ mình mà lì. Thôi chết rồi. Lư đồng đâu? Bức tranh cụ tổ để lại đâu? Ôi mình ơi, cái lúc mà em đi, em thấy nó vẫn ở đây cơ mà. Ôi trời ơi.
thế là mất rồi. Úi dồi ôi. Đấy. Thế là nó lấy hết của nhà là mình rồi mình ơi. Đấy là thông minh nhất đời đấy. Ôi. Châu ơi, liệu lâu đến nhỉ? Ôi, liệu đấy à? Em đây. Ôi, sao lâu thế? Làm người ta đợi từ nãy giờ, mệt ơi là mệt. May mà có mỗi con Châu làm bạn đấy. Châu nào? Châu này này. Ôi, khổ lắm, hôm nay u em ốm, em trốn mãi mới ra được đây đấy. Ô, thế là u này bị ốm à? Anh bảo này, bây giờ bên nhà có mỗi là Liệu với mẹ ở với nhau hơi buồn, hay là cả hai mẹ con chuyển sang nhà anh ở đi? Ôi, làm sao mà được? Sao? Mình đã cưới nhau đâu mà sang nhà anh ở? Ôi giời, trước sau gì mà chả cưới? Ngại gì? Nhưng mà em đã chuẩn bị gì đâu? Cần gì phải chuẩn bị cơ, có như thế nào thì cứ dùng như thế. Nhưng mà thầy U Anh có khó tính không? Thầy U Anh á? Ôi giời ơi, cực kỳ dễ tính luôn. Thầy U Anh còn mong anh lấy vợ hơn cả anh ấy chứ. Nhá, anh bảo này, thôi quyết rồi. Ngày mai anh sẽ dắt Liệu qua ra mắt thầy U Anh nhá. Có được không? Được. Liệu lớn vào đây. Ra cái chỗi bụi rậm nha, anh cho xem cái này hay cực kỳ. Nhưng mà tối thế thì làm sao mà xem được? Không nhìn thấy bằng mắt thì cảm nhận bằng tay chân hoặc là cái gì đấy đi. Thành bảo nhanh 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 nhanh. Đi vào đây. Đấy, nhà anh đấy. Nhà anh đây á? Ừ. Thôi em đi về đây. Thế. Này, sao là về là về thế nào? Ngồi xuống. Tối ngày hôm qua đã thống nhất với nhau như thế rồi còn gì nữa. Nhưng mà em ngại lắm. Ngại cái gì mà ngại nữa. Em cứ lòng vòng. Đây này, nhà anh đấy. Nó mộc mạc, đơn sơ, nó toành toàng thế này thôi. Thế này mà đơn sơ? Ừ. Thế này, em nghĩ đây là diện á. Có cái gì đâu cơ. Cả cái mảnh đất phía sau nhà anh nhá, chó là phải chạy tiếp sức. Cò đang bay ấy, rơi luôn. Ô, sao lại thế? Thì đang bay mỏi cánh rơi. Ôi, thế chắc nhà anh ăn chim suốt nhỉ? Chưa chỉ nghĩ cái chuyện ăn uống thế nào. À, mà em hỏi này, thầy U anh có dễ tính không đấy? Úi dồi ôi, cực dễ nhá. Mấy cái đứa chơi đưa về thầy U anh cho cưới luôn. Mà nó còn xấu hơn em ấy. Đấy, em biết ngay mà. Khéo miệng như anh thì thế nào có nhiều người không, yêu không, rồi. Không. Anh nói nhầm. Anh nói chưa đủ ý. Tức là mấy cái đứa mà thằng em anh lần trước nó dẫn về là thầy U anh cho cưới luôn. Ồ, nhà anh có cái truyền thống nhá. Yêu ở ngoài bao nhiêu đứa thì không cần biết, nhưng mà đã dẫn về nhà là cưới luôn. Thật không? Ừ, thật mà. Không tin à? Để anh gọi U anh nhá. U ơi. U đây. U ạ. Dạ, chào bác ạ. Ngồi đi. U này. U có như thế thì làm sao con lấy được vợ? U đã nói gì đâu. U không nói, nhưng mà cái thái độ của U, cái vía của U cứ mềm như thế thì thầy con còn sợ, chứ đừng nói là con dâu tương lai này. Dâu tương lai à? Vâng ạ. Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ngồi xuống. Vâng ạ. U anh ấy là khẩu xà tâm Phật. Thế đây là Xoan hả? Cổ quá. Xoan nào? Đấy là cái Xoan vợ thằng nô người làm nhà mình. U anh bị cái tính là thương người. Đấy. Cứ coi như là coi người giúp việc như là người nhà đấy. Nhầm cả vợ của cái thằng người làm, thằng nhầm thằng anh ấy.
Thế là tốt anh ạ. Phúc đức là tại mỡ bác nhờ. Sợ thế tên là gì? Đây là Liệu nhá. Liệu. Nhớ nhá, đừng nhầm nhá. Liệu. Liệu là con bà Đào ở xóm Đoài. Bà Đào ở xóm Đoài hả? Vâng ạ. Nhìn trông cũng được đấy. Chị đứng lên xem cái nào. Đứng lên, đứng ra đây. Nào, quay một vòng xem nào. Mày ê, phố pháp, phố pháp. Thế u này, buồn cười nhỉ. Xem gì mà cứ như là xem lợn giống này. Ô hay. Con còn chưa sơ mũi được cái gì để phá của con. Phá đâu mà phá, thì phải vỗ như thế mới biết nó nở nang. Cái hông này á, mắn phải biết. Chị... Tốt lắm đấy. Nhà này á, chỉ còn mỗi cái anh xỉu này là giờ chưa yên ổn. Dục mãi là giờ anh mới dắt về đấy. Nhưng mà u thấy không? Con là con trâu chậm nhưng mà uống nước trong. Thế tuổi gì nhỉ? Cháu tuổi Tuất ạ. Tuổi chó à? Thế thì hợp với anh xỉu quá. Ôi trời ơi, một đôi trâu chó. Mai mốt về để thêm con lợn nữa là hợp cạ lắm. Được đấy. Mà anh ơi, thầy nhà mình mất rồi ạ. Ơ cái gì đấy? Thầy anh vẫn sống sờ sờ. Ui, thầy con đâu nhỉ? Đang rửa bát ở dưới bếp. Thầy ơi! Thầy ơi! Thầy! Cái gì? Thầy đang bảo cái? Đang rửa rửa cái bát cho nó xong đi. Bát là rửa bát đũa để sau, thầy ơi! Chào bác ạ. Con giới thiệu với thầy, đây là Liệu, người yêu của con. Hôm nay con dẫn về để ra mắt nhà mình ạ. Liệu hả? Dạ. Đứng dậy. Xoay một vòng cho bác xem nào. Xoay lại. Còng cái mông lên. Ê, thôi khổ quá. Lúc đấy là u kiểm tra rồi. Không phải kiểm tra nữa. Thế ngồi này. Này bà kiểm tra sớm quá đi. Kiểm rồi. Các cụ nói rồi, đập đá phải nhìn thớ, lấy vợ là phải nhìn mông, còn lấy chồng là kén giống. Giống nhà mình thì quá tốt rồi. Nhưng còn giống bên này không hiểu như thế nào. Nhưng mà tóm lại là rộng rãi, trân trọng. Thầy anh ở trân trọng lắm. Thế cháu ở làng này hay là làng nào? Cháu ở thôn Đoài bác ạ. Đặc biệt thôn Đoài hả? Dạ, vâng. Thế bố cháu làm cái gì? Dạ bố cháu mất từ sớm rồi ạ. Từ lúc cháu còn nhỏ cơ. Cháu không biết mặt bố cháu. Ồ thế à? Dạ vâng. Rất đáng trân trọng. Này thế còn mẹ cháu thì tên là gì? Dạ mẹ cháu tên là Đào ạ. Đào à? Dạ vâng. Có phải ở cổng nhà cháu có một bú tre không? Đúng rồi ạ. Sao bác biết ạ? Bác sang nhà cháu chơi rồi hả bác? Búi xe tội lỗi. Thế ông biết nhà rồi gì? Biết rồi thì ta tổ chức đám cưới thôi. Nếu mà biết rồi. Cưới xin cái gì? Riêng cái trường hợp này là không thể cưới được. Thầy làm sao đấy thầy? Không có là sao với răng gì hết. Tối nay sẽ có sao với răng nhá. Riêng trường hợp này là không có cưới. Không. Ôi thầy ơi, con với Liệu là yêu nhau thật lòng mà tại sao thầy lại cấm cản bọn con chứ? Chứ bỏ cái tay ra. Mày lấy ai thì lấy, như riêng con Liệu này không được lấy. Ôi tại sao lại thế ạ? Cháu làm gì có lỗi hả bác? Vâng. Cháu không có lỗi, nhưng mà cái bụi tre nhà cháu có lỗi. Thì để cháu về cháu chặt bác à? Trời ơi, muộn rồi, bây giờ chặt cũng không kịp nữa. Muộn là như thế nào con chả hiểu gì. Hỏi thầy của con. Thế là như thế nào? Rồi tôi sẽ nói. Mà tóm lại nhá, con Liệu đi về. Để gia đình nhà bác họp gia đình một chút nhá. Thế bác đi về. Khẩn trước đi về. Anh bảo này. Em cứ về đi, rồi mai anh lại qua nhá. Yên tâm, nhà anh có truyền thống là đã vào đây là phải cưới rồi. Tay! Cứ ngồi xuống. Cháu xin phép ạ. Đi về. Về nhớ không được chặt tre đấy. Ông làm sao đấy? Thầy làm sao đấy? Đã bảo là tối thì sẽ có dao với răng nhá. Răng chả sao. Mãi tao mới yêu được Liệu. Nói ông chính ông ấy. Ông cứ giục con nó lấy vợ, bây giờ nó mang về chứ ông lại làm trò. Thế là như nào? Nhưng mà nó mang về không phải đối tượng. Cái đối tượng này không lấy được. Tại sao không lấy được? Con nói cho thầy U biết, thầy U mà không cho con cưới Liệu nhá, con chết. Mày có biết làm sao không? Làm sao mà phải chết? Thế em, thế tại sao không cho con cưới Liệu? Nó là em ruột mày đấy. Hả cái gì? Chính cái bụi tre tội lỗi. Cái lần mà tôi với bà cãi nhau đấy. Thế là tôi bỏ nhà ra đi, buồn quá sang cái làng bên cạnh.
đi chơi thế này, thấy mẹ đang buộc trâu ở bụi tre, thế là tôi la cà đến đấy, tôi đói quá bà cho tôi ăn ăn, như là tôi biết ơn, tôi ngủ lại một đêm ở đấy, không nghĩ bây giờ nó lại ra thế này. Ôi giời, thế là Liệu là em gái ruột của con ạ? À? Chứ còn gì nữa. Ai 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 ai, thế thì con không lấy được Liệu. Ai 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 ai, ôi giời ơi, tôi đi chết đây. Ôi con, trời ơi, từ từ đã, có việc gì phải chết. Con ơi, bây giờ không lấy được Liệu thì con sống làm cái gì nữa. Con xỉu, trời ơi, con vẫn lấy được. Vẫn lấy được. Lấy được thế nào? Là như thế nào ú? Cái lộn tông à? Ông, tôi thương con lắm. Nhìn thấy con thế này, ú không cầm được nước mắt. Cho nên là ú phải nói ra một sự thật. Sự thật gì ạ? Ông, tôi xin phép được nói lên sự thật. Bây giờ sự thật của ông đã rõ ràng trước rồi. Bây giờ là đến sự thật của tôi đi sau. Thế nào? Là thằng xỉu, nó cũng không phải là con ruột của ông. Hả? Tức là con vẫn lấy được Liệu đúng không ạ? Lấy được. Liệu ơi, anh yêu em Liệu ơi, anh với Liệu ơi. Ông Muồn à, đúng là tại anh. Tại ả? Tại cả đôi bên. Bà thấy cái gạo vụ này ăn được không? Ngon lắm. Hơi dẻo mà thơm nhờ. Đấy. Này, cái thằng nô đấy, cày sâu cuốc bẫm phải như thế thì cái gạo nó mới được như vậy. Nói đến thằng nô á, nó đang bảo nó làm hết đợt này rồi nó nghỉ cái kìa. Nghỉ là nghỉ nào? Mà bây giờ nó làm nhà mình mấy năm rồi, mình thấy nó sức dài vai rộng, làm rất là được việc. Bây giờ nó nghỉ là tiếc lắm đấy. Ôi giời, nghỉ thì đi tìm cả tổng cả họ này, không có một thằng nào được như nó. Thế giờ nào? Nó cày hùng hục như trâu cả ngày như vậy, nó nghỉ là chết dở, kiếm đâu ra người. Đấy. Thế chứ lệ, nó lại bảo giờ là nó kiếm đủ tiền rồi nó xin nghỉ. Cấm tuyệt đối trả lương cho nó nhá. Nó cầm đủ mà nó nghỉ một cái là tôi bắt bà ra đồng cày đấy. Đời nào tôi còn phải bắt. Phải cho nó ở nhà này 10 năm nữa. Phải. Sức chai hết đi rồi. Bà nhìn thấy tôi vắt quả chanh thì bà biết đấy. Khi tôi liệm cái vỏ ra còn giọt nước nào không. Dạ, con chào ông bà. Con vừa cho lợn ăn xong rồi. Tốt. Giờ con vào con xới bát cơm để ra đồng con đi cày ruộng. Dạ. Này, mày vào bếp làm gì? Dạ con ăn cơm ạ. Ăn cơm á? Dạ vâng. Tao nghe cái từ này hơi là lạ. Sáng trưa mở mặt rời ra đã mở mồm rồi là thế nào? Dạ chứ con... Lúc nào mình mở mồm ra cũng nói là ăn ăn. Ăn hả? Chứ không ăn thì lấy sức đâu ra con cày ạ? Nhưng mà không làm thì lấy cái gì ra mà ăn hả thằng kia? Nhưng mà không ăn thì con đói lắm. Ok. Mày nhìn cái cây leo ông trồng kia kìa. Ông trồng dạ. Trong cái bình thủy tinh ấy, mày thấy không? Dạ. Nó chỉ uống nước lã, hít khí trời, mà nó vẫn tươi xanh đấy. Yeah. Ông mới nói phải đấy. Phải đi làm đã rồi mới ăn. Dạ. Thế thì thôi. Thế thì con ra đồng con đi cày. Không chưa về ông bà cho con ăn nhá. Này, nhưng mà ông dặn thế này nhá. Dạ. Ngày xưa ông còn trẻ như mày đấy. Dạ. Thanh niên cũng cường tráng lắm. Dạ. Thế là sáng mình cứ cày 5-7 thửa ruộng xong. Dạ. Thế là buổi trưa mình chỉ cần mót cái rễ khoai sắn là mình ăn tạm ở ngoài đồng. Dạ. Rồi rúi vào cái gốc cây mà ngủ, nó đỡ phải đi về nhà không. Dạ. Rồi chiều về có ăn hay không ăn thì ta hãng tính sau. Ồ, thế ông nói có đúng không bà? Bà là bà thương mày lắm. À ui. Sao thế hả bà? Sao mà người mày rắn như cái đe thế? Mày nhìn xem, mặt ông mày nhàu như thế kia, già đau già lớn như thế kia, ai đi nói dối mày.
Tao bằng này tuổi đầu tao đi nói dối trẻ con này. Yên tâm nhá, cứ đi làm đi nhá, bà có để cho thiệt bao giờ đâu. Dạ. Thế thì con tin ông bà. Thế con đi cày cho nó sớm à. Dạ. Đi đi nhá. Về tranh thủ vớ lấy bó củi con nhá. Bà thấy chưa, từ mai trở đi cứ thế mà làm, không trả lương xem bao giờ nó rời được cái nhà này. Con chào ông bà. Nô đã về đấy hả con? Con đi. Con đi làm về. Thế này, đi đâu? Dạ con vào trong bếp. Con sới bát cơm chứ con đuối lắm rồi ông ạ. Cơm nước gì nghe ông hỏi đây. Dạ. Thế đã cày hết ruộng chưa? Dạ con cày ruộng xong rồi ông ạ. Hai mẫu đấy. Hai mẫu con đã cày xong rồi. Thế thì thế này nhá. Thế thì ông có nhờ khen con. Dạ. Thôi đi vào ăn cơm đi. Dạ. Nhưng mà thế này. Cái gì nữa ông? Làm cho ông hai cái việc nhỏ nhỏ. Dạ, cho nó đói hẳn rồi con vào con ăn cho nó ngon. Con đói lắm rồi, cho con xin bát cơm đã. Được, có hai việc nhỏ xíu thôi. Bây giờ thế này. Dạ. Nhìn cái dáng trời thế này là chỉ vài ba bữa nữa là nó mưa rào. Dạ. Mà mưa lâu đấy. Dạ. Nhá. Con ra con trẻ cho ông cái đống củi kia để mai rồi phơi cho nó được nắng. Chứ không củi ướt rồi mình đun nó khói lắm. Nó vào thức ăn nó không ngon con ạ. Cái bó củi mà to bằng cái đống rơm kìa. Đấy, cái đống rơm bé tẹo ấy. Cái đống rơm nó có 4 xào rơm chứ mấy. Ôi ông ơi, con đói lắm rồi ông ạ. Cho con xin một cơm. Thôi được rồi, cứ làm xong cái đấy cho ông. Dạ. Xong rồi vào ăn nhá. Nhưng mà tranh thủ làm xong cái đấy mà lúc mà xuống ao rửa tay đấy. Dạ. Thì con tát luôn cho ông hai cái xào ao. Con bắt cá lên, xong con phân loại cá ra cho ông nhá. Ông ơi, con mệt lắm rồi. Bổ củi xong con lấy sức đâu nữa mà ông, nửa đêm nửa hôm ông bắt con đi tắt ao để bắt cá. Cái thằng này rốt. Thế ông hỏi mày nhá, ngày mai là phiên chợ huyện hả, cái cánh lái cá nó xuống đây thì mai mình mới đi tắt á, thì ngày nào nó mới bán được cá hả con hả? Mình làm cái gì nó phải có thời có vụ, lúc nào nói đến ăn, lúc nào nói đến ăn thôi. Không ăn thì lấy sức đâu ra mà làm. Thế... gì ông phải cho con ăn một tí rồi thế con bây giờ sức. Thằng Nô nghe ông hỏi này. Dạ. Bây giờ có muốn no cái bụng không? Có. Lại lần nữa bảo. Dạ. Con há mồm ra, há ngậm miệng lại, nhai nuốt. No chưa hả? Con vẫn đói ông ạ. Há miệng ngậm nhai, há miệng ngậm nhai. Mày cái thói mày ăn tham tục uống này, nuốt nó từ từ thôi nó nghẹn. Con được miếng nào đâu, con vẫn đói mà. Con thì lại há tiếp nào, ngậm vào nhai. Đấy, thế nhá. Đấy là ông chỉ bày cách cho vậy thôi. Còn lát nữa con ra đống củi nhá. Gió đê nó thổi về là nó nhiều khí trời lắm. Rồi ở dưới ao khí nó cũng mát nhà. Dạ vâng. Con biết là ông bà thương con. Thế đâm ra là cho con ăn mấy xào ruộng như thế thì biết bao giờ con mới đói được đúng không ạ? Thế con xin phép con ngáp à. Con đi ăn mà chết. Ao đằng này, ôi no quá no quá. Con ngáp vào. Con nuốt. Xong con này ngáp đúng vào rồi. Con nuốt. Ngáp ngáp vào. Con ngáp vào. Từ từ thôi, không nó ngáp phải ruồi. Nó mà ngáp phải ruồi á rồi chớ ra, mày lại phải ăn lại từ đầu đấy.
mày ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời, đi vào đây sao thế này? Ôi khổ quá, ngồi xuống đây. Bỏ cái tay ra. Hôm nay nô làm sao đấy? Đi cả ngày về phở phạng. Thế đã ăn uống gì chưa? Tôi đang ăn đi thì. Ăn cái gì? Tôi đang ăn khí trời đây này. Không biết cái gì à? Trời ơi, ông bà phú ông tốt lắm nha. Cả ngày hôm nay tôi cho lợn ăn, sau đấy là ra đồng cuốc mấy thửa ruộng. Về nhà nhá, ông ấy cho bổ một bó củi to bằng cả cái đống rơm. Xong ông còn nhờ một việc nữa, là đêm nay còn đi tát ao bắt cá, mai còn bán cho thương lái đấy. Thế mà ông bà bảo không cần ăn cơm, không cần ăn ngô, chỉ cần ăn khí trời thôi là no rồi. Thế đâm ra là tôi mới mệt thế này đấy. Nô ơi là nô, phú ông lừa rồi. Làm gì có ai ăn khí trời mà no được ý. Bù nó chả biết gì cả. Ông bà tốt lắm. Ông bà phú ông nha, cho hít thở khí trời hàng mấy thửa ruộng đấy. Mà từ sáng đến giờ hít vào, chả thấy no. Thôi. Chỉ thấy đầy bụng thôi. Đi vào đây tôi bảo cái này. Thôi, con mệt lắm rồi. Vào trong đấy xong là thổi thấy giọt giọt nó tắt. Thì thằng này làm gì còn sức nữa. Bậy nào. Tôi tranh thủ về nhà để thăm bu nó với các con. Chứ ông bà phụ ông tốt lắm. Cho tôi mấy xào khí trời ấy, tôi phải hít cho nó no, hiểu chưa? Này, nghe tôi nói, ngày mai nhá. Hiểu chưa? Nhưng buồn ngủ lắm. Vục vào đây đã. Ôi giời ơi, khổ thật đấy. Ông làm gì con đấy? Hả? Mày đã thấy mặt trời lên đến nửa con sao chưa? Tại sao nằm chỏng vó ở đây? Con mày... vừa cho lợn ăn xong mà. Thế cơm nước của ông như thế nào? Ô hay. Thế ông không nhớ hôm qua ông nói gì với con à? Hôm qua ông nói bao nhiêu nhờ như thế làm sao ông nhớ được? Ôi giời ơi. Thế để con nhắc cho ông nhớ nhá. Ông há mồm ra. Hây này. Ê này, ông nuốt, cẩn thận nghẹn. Ông đã thấy no bụng chưa? Tao làm gì có cái hột nào trong bụng mà no hả? Ông lại nhanh quên rồi. Hôm qua ông vừa bảo với con nhá, là chỉ cần hít khí trời vào trong miệng thôi, là tự dưng cái dạ nó sẽ no. Thế mà hôm nay ông quên nhanh thế. Ông ơi, ông bảo con như thế, thế đâm ra sáng nay con không nấu cơm cho ông bà. Mà giờ ông bà có ăn đâu, bát đũa con đập hết, con ném hết xuống ao. Ông kia, mày đập hết bát đũa xuống ao? Con ném rồi. Chết rồi. Ôi trời ơi ông ơi. Hả, cái gì đây? Ôi trời ơi ông ơi. Từ, bà nói gì từ, bà cứ làm như mất trộm không bằng cái gì? Cái kho thóc nhà mình ấy bị trộm lấy hết rồi. Hả? Hết cả kho? Hết cả kho. Phải báo quan. Nhưng mà mất một vài thúng thì còn bảo trộm lạ. Mất cả kho chắc chắn là phải có nội gián ở bên trong. Thằng Nô, nhà này ngoài mày ra còn ai? Ông ơi, mày khai thật ra. Trộm nào? Chính con đổ đi mà. Sao? Chính con đổ thóc đi mà. Chính ông bảo với con là chỉ cần hít khí trời là no. Thế hôm qua con dọn kho ấy, con đổ hết thóc gạo xuống ao cho cá ăn, chứ để trên kho chuột bọ vào nó ăn hỏng hết. Trời ơi, mày. Thằng này, nuôi mày thế, mày chết này. Trời ơi. Cái thằng kia. Hết thóc gạo rồi. Thế bây giờ tôi với bà. Hết khí trời mà sống à. Dạ, mời thầy xơi nước ạ. Lụa phải không cháu? À, phải không em? Dạ vâng ạ. Vì mình là thầy. Vâng. Cho nên là gọi người khác cứ gọi bằng em nó quen mồm rồi nhỉ.
Mời thầy xơi nước. Cảm ơn luôn ạ. Từ sáng đến giờ chưa được miếng nào. Này, nghe nói hình như là ốm đau gì thì phải đúng không? À, dạ không thầy ạ. Chồng em ốm chứ không phải em. Thằng ấy ốm à? Dạ vâng. Thằng ấy ốm thì cho nó chết quách đi. Ờ, sao thầy lại nói thế? Trứng gà bóc nõn. Da nó trắng như da lụa vậy. Nhìn này chỉ muốn đúng ốm rồi. Chả thế mà da trắng bệch lên thế à? Chắc là do dạo này em phải chăm chồng em nên là sức khỏe không tốt lắm. Đưa anh bắt mạch cho. Anh là thầy đồ nhưng mà thầy lang anh cũng rất giỏi. Ôn... Đưa tay đây. Anh biết bắt mạch ạ? Dạ vâng, đây ạ. Tay kia nhá. Kéo cái xích ghế vào đây nào. Kéo xích ghế, đây, kéo dạ, như vâng, thầy vâng, này, vâng. Kéo như anh này này. Kéo xích ghế, xích nữa vào. Dạ vâng, xích vâng, đây vâng, đây rồi. Xích. Thôi được rồi thầy ạ, vâng. Xích nữa vào. Để xem nào, xem cái mạch nhá. Đây, xem nào. Ơi thầy ơi, mạch ở đây ạ, mạch. Đây, đang dồn cho mạch nó xuống. Dạ. Cái mạch này, được mấy đứa con rồi nhỉ? Dạ, em được 4 đứa rồi ạ. 4 đứa à? Vâng. À, cái mạch này còn phải được 6 đứa nữa. Ôi, nhiều thế hả thầy? Cái ông nào sang thầy giúp cho nhá. Cái mạch này khỏe. Đây, mạch ở đây thầy ạ. Đây, đang dồn. À vâng. Để thầy nghe cái mạch nhá. Thầy. Ôi trời ơi, cái tay làm sao nó lại trắng thế? Nghe cái mạch nào. Cái mạch. Trời ơi, nhìn nó trắng như trứng gà bóc nõn á. Không chịu nổi. Ở nhà anh ăn một lúc được cả 20 trứng cơ. Nhưng mà ngồi gần trắng như thế này mới có chén nửa quả. Lại thấy cái gì đó nó cứ nghẹn nghẹn nơi cuống họng. Ôi giời ơi, ông ơi! Mày làm cái gì mà ông giật hết cả mình như thế mày? Ông ngồi đây giờ này làm cái gì đấy? Tao đang xem lại cái sức khỏe của lụa. Ôi ông ơi, ông về nhà ngay đi, về nhà có việc gấp. Chả cái việc gì gấp gáp bằng cái sức khỏe của lụa cả. Nhà. Con nói cho ông biết nhá, sức khỏe của lụa ấy có bằng sức khỏe của ông không? Sức khỏe của ông ấy thì vứt ra bờ rào cho chó nó gặm. Được rồi. Ở đây nhá, chó nó không phải gặm, nhưng mà là bà gặm nhá. Làm sao? Bà đang cầm roi đợi ông ở nhà cái kìa. Cầm roi á? Chứ gì nữa. Ôi chết rồi. Lụa ơi, hôm sau thầy ra thầy xem cho lụa nhá. Bây giờ thầy về cái giản thiên lý ở nhà nó đổ rồi. Mày cầm lấy cho thầy quá cái lụa nhá. Sao mày không nói trước? Tôi nói ngay từ đầu rồi. Mày phải nói trước chứ. Bà ơi, tôi biết bà rồi. Thằng Khoai nó bảo bà cầm gậy, bà nấp sau cánh cửa, bà vụt. Nhưng mà tôi thề với bà rằng con lụa nó da nó trắng như trứng gà bóc nõn, nhưng mà tôi chưa chén ai quên, tôi chưa cắn miếng nào cả. Mày cười cái gì đấy thằng kia? Ôi ơi. Ông ơi, cái gì? Làm gì có bà ở trong nhà mà ông quỳ lại ngoài này ạ? Không có bà thật à? Bà đi chợ đã về đâu. Thế là mày lừa ông hả? Khổ quá đi. Nhưng mà con không lừa như thế thì làm sao ông chịu về? Ông suốt ngày ông cứ quấn quýt ở bên cái con lụa đấy. Mày ngu. Cả làng này nó thích mỗi mình ông á. Ôi giời ơi, thích mình ông. Thế ông đã làm gì được nó chưa?
lại đi ông Bảo. Ây à, ngồi vào đây. Cứ phải từ từ rồi em nó khắc ừ. Rõ chưa? Hôm nay là ông ăn được quả trứng gà bóc nọn. Ông ăn được quả tay. Ăn được quả tay xong nó sẽ dây lên quả vai. Ăn được quả vai nó sẽ lai sang quả má. Ăn được quả má xong nó lại đá lung tung. Này, cái tướng ấy là tướng sinh được con trai đấy. Chứ nhà này giặt ba con vịt rời, lấy thế nào nối rõi cho ông hả mày? Con chả biết là ông có ăn được hay không. Suốt ngày con thấy ông la cà ngoài đấy. Suốt ngày con thấy ông sán ở cái ngoài đấy, cái con đấy. Việc ấy của tao chứ việc của mày à. Mà thôi, ông có biết lý do vì sao con phải gọi ông về đây mà được không? Mày ghen ăn tức ở chứ gì. Con lại thèm ghen với ông đấy. Đây mới là lý do chính đây này ông ạ. Làm sao? Bây giờ nha, năm hết Tết đến rồi. Con theo ông cả năm rồi. Bây giờ ông xem thế nào, ông trả tiền, trả công cho con đi. Để con còn về con gửi cho vợ con. Chứ vợ con ở nhà này nó cứ tưởng là con đi chơi, nó không chịu làm ăn gì cả. Nó có trả thế mang tiền về cho nó gì cả. Giờ nhìn cái mặt kìa. Nhìn cái mặt kìa. Tham như mõ ấy. Cái há mồm đây là tiền. Tiền ở đây không thiếu nhá. Đây chỉ thiếu tình thôi, con rõ chưa? Rồi, không thiếu gì cả đây. Ở nhà trong nhà tao. Đợt này khách cứa người ta trả nợ. Ông trả mày đủ. Khổ quá ông ơi, nhưng mà bây giờ năm hết Tết đến rồi, ông cứ suốt ngày ông đi lang thang, ông đi ra cái chỗ con lụa đấy thì bây giờ khách người ta đến khám thì không thấy ông thì khám kiểu gì? Bây giờ lòng em nó đang liêu xiêu. Nó như liễu đổ ven hồ rồi. Bị ông giao chỉ rẩy khẽ một cái là nó ngã luôn. Ở nhà trong nhà chứ ông. Ông! Cái gì? Nhưng mà bây giờ nhỡ bệnh nhân người ta đến người ta khám thì ông không có nhà thì ai khám cho người ta? Cái thằng này cứ nói với mày thì phí nhời. À, thế này nhá. Dạ. Để vào trong nhà, ông cởi đồ ông ra, mày cởi hết quần áo mày ra, ông con mình đổi cho nhau. Người ta đến khám cứ thế con phán bệnh bốc thuốc thôi. Úi dồi. Nhanh. Thế là bây giờ lại, con lại đóng giả là ông ạ. Ừ, nhá. Nhưng mà liệu có vấn đề gì không? Liệu cái gì? Đau bụng thì đừng có phục nhân sâm mà tắc tử. Bây giờ con cứ có đến, con cứ bốc mấy cái lá vối này, lá chè xanh và họ uống cần lực vào. Có đứa nào chết vì uống trà đâu. Nhá, mau. Sao ông về ông thưởng gió nhá. Thôi được rồi. Đi vào đây. Mày thấy ông khôn chưa? Úi ôi, lách hồi thế. Khiếp thằng cha này. Mang tiếng thầy làng, không chữa được cái lách hồi của mình. Ơ, nhưng mà kể ra là mình mặc cái bộ này là cũng hạp ra phết đây này. Mặc vào là tự nhiên nhìn nó thêm mấy chân kính. Đúng là người đẹp vì lụa nhỉ. Mà tất cả là tại cái lão thầy làng này. Dạy mình không đến nơi đến chốn, mang tiếng đi theo lão điếu đóm cho lão 3-4 năm rồi, không học được một cái gì cả. Điên thật, đáng nhẽ là giờ này là mình có thể làm thầy lang rồi đấy chứ. À, tập thử ăn nhỉ. Đưa tay đây nào. Này, bệnh nặng rồi đấy nhá. Bệnh này là bệnh thiếu tiền đấy nhá. Bệnh này là... Thầy ơi, thầy Lang ơi. Cái gì đấy? Này. Ra đây. Dạ con đi gặp thầy Lang à? Ra đấy. Dạ. Cứ xong sốc vào nhà người ta, gặp thầy Lang gì? Dạ vâng ạ. Bị tức tư chứ đi. Thầy ơi. Ngồi yên đấy. À? Mà đây, thầy Lang đây, có việc gì? Thầy ơi, thầy cứu con với ạ. Gặp thầy là đúng người đúng việc rồi, nhá. Thôi đi vào đây, thầy khám cho. Nhưng mà không phải con thầy ạ. Thế không phải bà thì là ai? Thầy ơi, không phải là con, mà là con của con thầy ạ. Con? Dạ vâng. Ôi, con bị bệnh thì đưa nó đến đây để khám cho, tự nhiên là mẹ đến làm cái gì? Dạ con nghe nói, thầy không cần khám bệnh mà chỉ cần nghe thôi ạ. Thì thầy chữa được cho con. Tức là đứa nào bảo thầy là chỉ cần nghe bệnh là có thể chữa được á? Dạ cầu mo ngoài làng ấy ạ. Thằng mo á? Dạ.
Ờ, thằng đấy nói đúng đấy. Dạ. Ừ. Thế tóm lại là thằng cu ở nhà ấy làm sao? Dạ, con của con đau đầu, chóng mặt, buồn nôn thầy ạ. Chóng mặt, buồn nôn. Cả đau bụng nữa ạ. À, đau bụng à? Dạ. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Đó là triệu chứng. Được rồi. Ngồi yên đây nhá. Dạ. Đợi thầy một lát, thầy vào thầy lấy thuốc cho nhá. Vâng. Mùn cưa này, bã chè, lá xoan, trong ba vị đấy ta chơi vị nào nhỉ? Thì cứ cho mỗi thứ tí cho nó chắc ăn này. Rồi. Đây. Đây nhá. Dạ. Đây là ba thang thuốc. Dạ. Bà về, bà sắc ra thành ba lồi. Dạ. Mỗi lồi đổ ra ba bát. Mỗi bát cho cháu nó uống ba ngụm. Dạ vâng. Nhá. Uống như thế trong vòng 3 tháng, đảm bảo khỏi. Thật ạ thầy. Ừ. Ôi, con sướng quá thầy ạ. Con đổ ơn thầy. Giúp con xin phép thầy, Từ. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Tôi định về luôn đó. Dạ. Ok. Thầy vừa bốc thuốc cho xong thì bây giờ cầm thuốc về luôn. Tí ủ xuông à? Dạ. Con có chơi chân cạ đâu ạ thầy. Khổ quá, không phải nói chắn cạ mà ý thầy bảo là thế thầy bốc thuốc cho thì không đưa tiền à? À, con xin lỗi thầy, con quên mất. Để phải nhắc rồi. Dạ, thầy ơi, tất cả bao nhiêu tiền ạ? 3 đồng. 3 đồng ạ thầy? Ừ. Dạ vâng, con gửi thầy ạ. Ừ. Thế được rồi, đủ rồi. Dạ, con đỡ ơn thầy. Ừ. Con xin phép thầy con về ạ. Dạ. Để nhanh đi không cháu, để trọng bệnh đấy. Dạ. Ừ. Hóa ra là kiếm tiền nó dễ thật đấy. Biết thế mình làm thầy lang từ lâu rồi. Ông Lang ơi, ông Lang Bập ơi, Lang Bập đâu rồi? Lang đây. Hôm nay ai mở hàng mà lại lắm bệnh nhân thế này? Lang tôi đây. Xin có nhờ chào quý con bậy. Tôi Lang Bập không phải chào. Không cần chào hỏi. Bầm à? Sao lại bầm? Thì ít nhất là phải bắt mạch, rồi bốc thuốc. Có thuốc rồi mới băm. Băm thì về quý con bệnh mới sắc thuốc uống được. Tóm lại là Lang Băm đầu tiên là cứ phải tiền đó nhỉ. Thì phải. Không có tiền thì chữa làm sao được bệnh. Rồi. Nhưng cái tiền này là cái tiền nhân đức. Cái tiền cứu nhân độ thế. Thế thì Lang Băm khám đi. Khám thì xem mạch nhỉ. Xem à. Đây khám đi. Cái mạch này thì khỏe. Nhưng mà trợn mắt lè lưỡi lên xem nào. Cái bệnh này trận mắt lè lưỡi này thì cũng chữa được nhưng mà hơi tốn tiền. Tốn tiền gì? Có đến 3 đồng không? Nó 3 đồng tùy theo. Hôm nay tao cho Lang Băm nhá. Đúng cái kiểu như là bắt bệnh là gọi trợn mắt và lè lưỡi luôn nhá. Cái bệnh trợn mắt lè lưỡi đấy là cái bệnh khó lắm. Một là treo cổ tự vẫn, hai là bị kẻ sát nhân nó bóp cổ. Mà muốn là hồi sinh lại được thì không phải 3 đồng mà chắc khoảng 30 đồng. 30 đồng à? Trước hết mày giả ngay tao 3 đồng hôm qua. Ok. Nhá, cái tội của mày nhá, hôm qua vợ tao đến đây nhá, mua thuốc về cho con tao uống, mày bốc cái kiểu gì để cho con của tao bây giờ uống xong nó còn nôn ra cả máu. Đang lợn lành như thế, trở thành lợn què mày có biết không? Thì là hôm qua hôm qua này đứng dậy
Không đứng được, không đứng được. Mày có thích ông Quang không? Đỡ 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 dậy. Mày cầm ngay vàng đồng ra trả ông ngay. Ba đồng nữa. Nhá. Mày tiếp tục mày phải đền nó lại cho ông 300 đồng nữa. Nhá. Không thì mày chết đòn. Nhá. Nhá. Chạy này. Lang này. Băm này. Lang này. Băm này. Lang này. Băm này. Khoai ơi, mày giết ông rồi. Thân tôi thế, lấy được cái con vợ. Mày biết ông đang nằm đây ông làm gì không? Hả? Nằm đây làm cái gì? Tao đang hứng nước ở trên trời nó rơi xuống, khát nước từ đêm qua đến giờ. Rồi ơi, sao lại lấy được cái con vợ nó như thế này, có khổ cái thân tôi không chứ lại. Rồi ơi, sao mà ngu thế hả trời ơi? Ngu thế nào? Thế sao không đi ra giếng làng ấy mà nằm đấy, thỉnh thoảng người ta đi người ta múc nước qua, người ta tạt cho một gáo mà uống, thế nằm đây chờ sương, chờ đến bao giờ hả? Giời ơi, tao đi được ra đến giếng làng thì tao đã xuống tao uống nước rồi, việc gì cũng phải nằm đấy chờ. Đi ra đây xa bỏ bố lên được ấy chứ lại tao nằm đây tao há chờ sương xuống, hiểu chưa? Thế mà tôi lại cứ tưởng là ông chờ sung đấy. Sao được lấy đi cái con vợ nó ngu thế này, có khổ thân tôi không? Chờ sung thì mày phải kê chõng ra gốc sung để ông chờ sung. Chứ ông ngồi giữa sân này, nằm giữa sân này thì sung đâu ra mà chờ? Hả? Mà sao lại... Ôi dồi ôi, sao có con vợ nó lười thối tay ra? Có con trâu, mày phải cho nó ăn thì tao mới mang đi cày được chứ. Mày lười như thế, mày không cho trâu nó ăn thì nó làm thế nào? Thì tao chả bán trâu đi, tao uống rượu còn gì nữa? Hả? Này, thế tao hỏi mày nhá. Bây giờ có con trâu mày bán đi rồi, thế thì lấy gì mà cày? Mà không có cày thì lấy gì mà ăn? Rồi ôi, thôi thì cứ ngồi đây mà há, há mà chờ. Rồi tao ơi. Tao cũng ngồi đây, há tao cũng há. Đấy, xem có cái gì rơi xuống thôi tao mày cùng ăn. Rồi ôi, rồi. Há cái mồm thôi, mày há cả chỗ đấy ra. Ui giời, đúng cái đồ lười thối thây. Không làm mà đòi có ăn ấy, chỉ có ăn cái đầu... Đầu gì? Ăn cái đầu gối này này. Mày há lại tao xem nào. Há không phải há cái đấy, há cái đây này. Thiệt đấy. Này ngon đấy. Ngon cái gì mà ngon? Sáng ra rửa mỡ à? Mỡ cái gì? Còn lâu. Mỡ sao mày ngu thế? Tao có cách kiếm tiền rồi. Cả nhà mình có cái ăn rồi. Chồng đâu? Ôi giời ơi, đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự ấy nữa. Nó đang nằm ở ngoài gốc sung kia kìa. Ôi thế à? Ừ. Thế thì bây giờ thì mình sướng nhỉ? Sướng thì vào đây chứ, đừng lấy làm sao mà sướng được. Vào luôn. Thế, ngồi xuống đây. Ê, cẩn thận đứt dây. Ôi giời ơi, cái gì cũng cẩn thận.
cẩn thận quá thì thôi, về nào, cầm dây cầm thước về. Thông cảm cho đằng này lần đầu tiên làm chuyện đấy. Từ trước giờ đã bao giờ đi đò dạo như thế này đâu. Này, nói nhỏ nghe này, cái gì mà chẳng có lần đầu tiên. Mạnh dạn lên, chỉ sợ mai mốt đằng ấy lại nghiện, cứ quay lại đòi đo nữa. Thế thì thế bây giờ coi như là đò nhá. Đò thì chỉ cần gì nữa. Đò thì ấy, cởi ra đi. Cứ cởi luôn. Ừ. Thế nhưng mà không được. Sao? Như thế không công bằng. Sao không công bằng là như nào? Cởi thì ấy cũng phải cởi chứ. Không lẽ cởi lại cởi một mình. Cởi. Cởi luôn. Đúng rồi. Có làm thì mới có ăn. Còn không làm gì mà đòi ăn nên chỉ có ăn cái đầu. À, đầu. Cái đầu. À, đầu rồi. Đầu đây rồi. Cái đầu gối này nè. À. Ôi trời ơi. Tao bắt được rồi nhá. Con này thằng này. Dạ, mày đến đây làm gì? Mày làm gì ở đây? Ôi, dạ. Chị nhà bảo em đến đo à. Đo à? Dạ. Mày đo cái gì? Mày ra đây. Mày dạ. Ra đây. Dạ. Mày ra đây. Dạ. Lỗ bảo đo cái gì? Dạ. Mày đo cái gì? Dạ. Hả? Tôi có biết cái gì đâu. Tôi đang nằm ở nhà ngủ thì anh ấy lao vào. Anh ấy đòi đo tôi. Tôi có biết gì đâu. Ôi mày. Mày đo cho tao cái liều. Ôi dạ. Anh ơi. Ôi là. Anh ơi. Em cắn đường con rồi. Mày nó đến. Hả? Cái gì? Anh đừng có hồ hoán. Bà con hàng xóm láng giềng nghe thấy thì chết em. Em còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa. Mà nhất là con vợ em mà nó biết thì được. Nó cắt cổ em. Cắt cổ? Tao không phải đợi con vợ mày nhất. Tao cắt cổ mày luôn. Em xin anh cho em bồi thường ạ. Dạ. Bồi thường à? Dạ vâng ạ. Có cho nó bồi thường không? Không, làm sao mà bồi thường được danh dự của tôi mà. Mày định bồi thường danh dự của vợ tao bao nhiêu tiền? Đây. Dạ thưa anh, đây em có 2 quan tiền để hôm nay em đi lấy mãi. Mày nghĩ danh dự của vợ tao nó chỉ có được bằng 2 quan tiền thôi? Ôi giời ơi, con vợ của thằng thợ máy đâu? Anh bé cái mồm em không chết em anh ơi. Bao nhiêu? Mấy quan? 4 quan hả? Lại thằng kia! Dạ. Tao cho mày bồi thường danh dự của vợ tao ít nhất phải là 5 quan! Ôi anh ơi! Thế thì thôi như này nha. Còn 3 quan nữa thì ngày hôm sau em gửi nốt anh chị ạ. Được không ạ? Được rồi, cầm lấy. Tao nói cho mày biết nhá. Rồi. Ngày mai mà tao đến mà mày không giả lốt cho tao 3 quan nhá thì tao sẽ nói chuyện với cả cái con vợ mày ở nhà nhá. Dạ. Đừng có đùa, tao kêu ầm ĩ lên. Cốp. Dạ vâng, em nhớ rồi ạ. Dạ. Làm sao thế? Em chào anh chị em về. Sợ đái cả ra quần rồi. Xem nào. Tiền dễ kiếm quá mình ơi. Nhưng mà tôi nói cho cô em biết nhá. Lần sau ấy đâu có phải mình phải vào thẳng cái gối luôn. Cứ đầu phải vào gối thì tôi mới phi vào được chứ. Trời ơi, được rồi, rút kinh nghiệm. Nhưng mà lần sau là phải nhớ đấy nhá. Phải nhớ rồi. Gối luôn. Trời ơi, bọn đây đi. Ôi, từ nào. Ôi giời ơi, buồn quá. Ôi giời. Cái gì? Nhầm. Đây là guốc của cởi mà. Thì guốc của mình đâu? Đây của mình mà. Đây. Hai trái tim là một đôi. Thế thì của mình đây. Ôi dồi ôi. Này. Hả? Mày thế chứ gì? Mà này. Hả? Sao quốc cứ không đi lên lại kẹp vào nách được thế nào? Đi thì phát vừa rồi nhá. Con mà sứt cái mõm này à. Dời. Cẩn thận đấy. Này. Hả? Cởi ơi. Cởi đây. Cởi cho mình hỏi nhé. Hỏi đi. Chồng cởi đâu? Ui giời ơi.
đừng có nhắc đến cái thằng vô tích sự đấy nữa, làm cởi buồn. Sao lại vô tích sự? Sáng sớm ngày ra, đi ra cây sung, ôm gốc sung, chờ sung rụng rồi, chiều mới về. Ôi giời, chán lắm, chả được cái tích sự gì, chả nhờ được việc gì cả. Uổng quá. Quá uổng rồi. Uổng kinh như được ý. Này, thì đúng là uổng thật ý. Thế làm gì thì mất uổng đi. Này, thì nó không ăn uống gì à? Không, nó ra đây nó chờ sung dụng nên ăn đấy. Ôi dồi ôi, đúng là phí của giời. Không ăn được ý, thì cởi mở cho cả làng này người ta xê chứ nhỉ. Sao lại nói cởi thế? Cởi ơi. Cởi đây. Đố cởi nhá. Đàn bà thích cầm cái gì nhất của đàn ông? Giời ơi, hỏi tiếp cũng phải hỏi. Cầm tiền, cầm vàng, còn cầm cái của nợ gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Này, thế mà mấy con hỉm ở trong làng ý, nó lại cứ thích cầm cái này này. Giời ơi, làm sao mà bằng cởi được. Uổng quá. Thế có muốn cởi giống mấy đứa kia không? Giống mấy con hiếm ở trong làng ấy hả? Ý trời ơi, thế thì nó lại thích cầm tay. Đi. Từ 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 từ. Trời ơi. Ý uổng quá. Thế mà nó bảo là đồng trinh. Nhưng mà đúng là ngon thật. Đã uổng. Ngon lắm. Uổng quá. Mày mà mày không nói. Ôi trời ơi, mày ơi, tại sao mày không vào? Thì tao phải nghe tín hiệu, đã thống nhất là bao giờ có cái câu đầu gối thì tao mới lao vào cơ mà. Nhưng mà tao mới nói đến cái đầu thôi là nó đã đút vào mồm tao rồi. Đút cái gì vào? Nó đút cái rẻ đấy, nó đút cái gì nữa. Ôi trời ơi, mất hết rồi, mất hết cả rồi. Thì đúng là cái đồ ngu. Mà cái tội mày ấy, mày chứ còn ai nữa. Mày không thông minh, không thấy vợ mày ra thì mày phải đạp cửa mày xông vào xem mày làm gì vợ mày chứ. Ôi trời ơi, nó giết tao trong đấy mày cũng kệ tao à? Khổ thế, lấy được con vợ ngu. Sao mày ngu thế? Mà cũng tại cái thằng Kim Hoàn đấy. Thiên sư, khốn nạn. Thiên sư cái thằng Kim Hoàn. Trời ơi, đúng mất là mất cả rồi. Ôi trời ơi, đúng là đời mà không làm lại muốn có ăn thì chỉ có ăn cái đầu.